Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất ngày 30 tháng 10 âm lịch. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 10 âm lịch, đây là 6 con giáp đen đủi nhất, làm gì cũng đại bại. Ngày hôm nay sẽ là ngày cực kỳ xấu với con giáp này. Phần lớn các bạn thuộc những con giáp này sẽ bị tiểu nhân quấy phá và hãm hại. Trong vấn đề tiền bạc, các bạn cần tránh cho người khác vay mượn, nợ nần hay vay tiền bởi những khả năng cao là sau này sẽ khó đòi được. Trong ngày hôm nay, các bạn cũng đừng dại mà bắt tay vào những công việc lớn lao, đại sự, nếu không sẽ khó tránh khỏi hai chữ thất bại. Thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, thế nên các bạn không nên suy nghĩ tiêu cực, qua hôm nay mọi việc sẽ khác. Một, tuổi Sửu. Do có cục diện tương phá cản trở, con đường sự nghiệp của bản mệnh chẳng được suôn sẻ, hanh thông như mong muốn. Dường như mọi người xung quanh đều có ý kiến trái ngược với bạn, không muốn giúp đỡ bạn nên nhiều khi con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh. Bản mệnh cũng cần phải cẩn thận, bị kẻ tiểu nhân rình rập, lấy cơ hội phá hoại công việc của mình. Người làm vị trí cao cũng chớ nên lơ là, tin lời theo kẻ nịnh nọt. Chuyện làm ăn cũng gặp phải nhiều vướng mắc. Bạn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, khiến áp lực nặng nề mà chưa chắc đã thu được kết quả như ý muốn. Thời điểm này hãy hết sức cẩn thận trong việc giao dịch và ký kết hợp đồng, đừng nên tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài mà gây ra thiệt hại về tài chính. Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh do có cát tinh thái âm phù trợ. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, vì thế hãy thử mở lòng trò chuyện với đối phương xem sao, có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu. Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện tương phá nên công việc khó có thể tiến triển một cách suôn sẻ như mong muốn. Kẻ tiểu nhân có thể tìm cách ném đá xấu tay gây ra bất lợi cho công việc mà bạn đang tiến hành. Người làm đầu tư kinh doanh cũng không được phép là cả tin trong ngày hôm nay. Bạn chớ mong mình có thể làm giàu mà không cần tốn nhiều công sức. Những đồng tiền từ trên trời rơi xuống sẽ chẳng thể ở lâu trong túi của bạn được. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Thìn. Ngày 30 tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với đủ những điều không như ý muốn xuất hiện liên tiếp. Nếu bạn cứ nóng nảy, thích làm việc theo ý mình thì càng dễ vướng vào những rắc rối lớn hơn. Cục diện tự hình cản lối, công việc của bản mệnh thường xuyên gặp phải cản trở. Bạn giữ những lối suy nghĩ quá cố chấp, lại không thích người khác xen vào việc của mình, không muốn nghe ý kiến đóng góp nên càng dễ lâm vào bế tắc. Hãy nhanh chóng thay đổi phương pháp làm việc của mình nếu muốn mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh cũng khó có thể tìm ra hướng đi phù hợp trong khoảng thời gian này, bởi bạn bắt tay vào làm việc gì cũng khó, những kế hoạch làm ăn cũng tiến triển khá bấp bênh. Theo tử vi ngày nay.com, có thể khi được lãi, nhưng có khi lại phải tốn tiền giải quyết các vấn đề phát sinh. Thời điểm này, bạn nên tìm một hướng đi mới để phá vỡ bế tắc, không nên tiếp tục đi theo những lối mòn từ trước đến nay. Những lo lắng muộn phiền trong công việc cũng gây tác động xấu đến mối quan hệ vợ chồng. Bạn và nửa kia ai làm việc của người ấy, không quan tâm và trò chuyện với nhau thường xuyên như trước kia, chính vì thế mà quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Theo tử vi của 12 con giáp, cục diện tự hình khiến người tuổi Thìn không khỏi có những ý nghĩ bi quan và tiêu cực. Nếu gặp phải khó khăn trong hôm nay, bạn có xu hướng bỏ dở giữa chừng chứ không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũng dễ phải khúc mắc trong ngày hôm nay bởi bạn quá cứng đầu, cứng cổ, không chịu thay đổi cách nghĩ của mình, cũng không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Thiên quan giáng họa, người tuổi Tỵ cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn xảy đến trong hôm nay. Người quyền cao chức trọng có thể lạm dụng chức quyền gây khó dễ cho bạn, khiến công việc khó có thể tiến triển. Tuy nhiên, khi đối diện với những người đứng ở vị thế cao hơn mình, bạn chớ nên để cảm xúc chi phối, hành xử một cách nóng nảy. Nếu có thể, bạn nên nhẫn nhịn và tìm một thời điểm khác để chứng tỏ bản thân mình rằng những việc bạn đang làm là đúng. May mắn là có hỏa sinh thổ, gia đình là bến bờ bình yên của bạn. Dù công việc ngoài xã hội có nặng nhọc thế nào, về đến nhà, bạn vẫn thấy thoải mái ngay.
Hãy tâm sự với nửa kia hoặc là cha mẹ của mình để có thể được giải tỏa tâm lý. Để hóa giải vận đen và chiêu mười may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mười quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mùi. Chính ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ hay dị nghị. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới, bạn thường đưa ra những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Tuất. Ngày 30 tháng 10 là ngày khoảng thời gian không mấy may mắn đối với người tuổi Tuất. Bản mệnh cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình khi đối diện với khó khăn, tránh thái độ viện cớ, bao biện, thậm chí đổ lỗi cho người khác vì không muốn thừa nhận sai lầm. Dưới tác động của cục diện tương xung, công việc của con giáp này gặp phải nhiều trở ngại. Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để xem xét, đánh giá lại các bước mình đã làm, xem vấn đề nằm ở đâu thì lập tức tìm cách sửa chữa. Còn nếu bạn cứ cứng đầu cứng cổ, không sửa sai thì mọi việc sẽ càng lâm vào bế tắc. Thời điểm này dù đã có dạ tâm, có tham vọng thì bạn cũng nên căn cứ vào tình hình thực tế, chớ mơ mộng viển vông kẻo cuối cùng không đạt được kết quả lý tưởng. Phương diện tài lộc có dấu hiệu xuống dốc khá nghiêm trọng, thái độ chủ quan nhưng lại nóng nảy khiến bạn dễ rơi vào cảnh đầu tư thất bại. Quá trình cạnh tranh, tranh đấu, khẳng định vị thế có thể cũng sẽ tiêu tốn của bạn một khoản không nhỏ. Vì thế tốt nhất bạn nên chi tiêu tiết kiệm cho các nhu cầu hàng ngày, chớ phô trương, ăn diện, kẻo tiền không cánh mà bay. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, tránh để xảy ra sai sót mà tránh mơ mộng xa xôi. Phương diện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, những khó khăn trong sự nghiệp đẩy bản mệnh vào trạng thái luôn luôn căng thẳng, thậm chí bạn chút giận lên đầu người ấy, khiến đối phương tổn thương và khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao từ cục diện tương xung, khiến bạn dễ lâm vào những cuộc tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp. Kẻ xấu bụng cố tình đẩy bạn vào giữa thị phi, khiến bạn khó có thể tập trung cho công việc của mình. Hãy bình tĩnh đối diện với những vấn đề không mong muốn, xung quanh bạn vẫn còn những người hiểu và ủng hộ bạn. Điều bạn cần làm bây giờ là dùng hành động thực tế, chứng minh bản thân chứ không phải là đôi co qua lại. Bên cạnh đó, Thổ Vượng cũng khuyên những người làm lãnh đạo cần hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi, có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Tử vi của 12 con giáp thấy rằng thổ khắc thủy, nếu có tình cảm với ai, người tuổi Hợi độc thân không nên tiếp tục trì hoãn việc bày tỏ tình cảm. Nếu bạn cứ lần nữa mãi thì dần dần người ấy sẽ về bên người khác. Với người đã lập gia đình, bản mệnh nên tự nhận thấy những thiếu sót của mình trong khoảng thời gian trước đó. Bạn đã không đủ quan tâm đến người thân yêu mà nay là lúc bạn cần chủ động hàn gắn tình cảm. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.